Xin chào tất cả mọi người. Đây là bên du khách từ bên Campuchia qua du lịch tại Việt Nam và đi để tham quan tất cả các địa điểm du lịch. Nhưng mà bây giờ đang bị công an tỉnh Trà Vinh đang bắt và không cho tất cả các du khách đi vào địa bàn Trà Vinh. Nhưng mà trong cái hộ chiếu passport có đóng mộc đàng hoàng, không có sai cái chỗ nào. Với lại em là trong em đại diện cho tất cả các anh chị em, là cũng là anh em, anh chụp hình em là anh sai đó, anh muốn chụp anh chụp cho đàng hoàng á. Em là dân, em có quyền giám sát, còn anh chụp hình em lén là anh sai đó. Đấy, đây là tất cả các du khách ở bên Campuchia, người ta đi qua có mộc đàng hoàng, không có sai gì hết. Bây giờ đang bắt, nên mọi người chia sẻ bằng ôn chui xe từng ngõ khnì ni pu ở nhà tho pu poli yun we ham khot bơ chia chun khmai jeung nei mau thveu bon khai mon son a dau na khai prat tpeang hay chi vo tra pi prom dan mau alau vi ke ao chlong pi nu mau ban vo tra mien trem trau alau ke ao jeung chlong nai ngai alau bong pon nieu mà nói như thế là chắc sau này Việt Nam khỏi cần qua Campuchia hoặc là đi nước nào đấy. Người ta qua bây giờ xe, bây giờ không cho xe đi cũng phải cho khách người ta đi qua bên kia, người ta ăn uống chứ. Cho đi bình thường. Chứ nãy anh hỏi anh nói đâu không cho qua bên đó. Anh vừa trả lời em nãy, em có video nãy. Anh chắc không? Anh nói không. Anh chắc không? Tôi đó là tôi chưa có quyền để tay. Ờ nếu mà anh nói vậy tôi chấp nhận. Em người ta này nè, không mấy đó cái rọt đây nè. Bây giờ nè, anh phiên dịch nè, nói anh phiên dịch nè. Bây giờ tôi là người phiên dịch, cũng là trong đây tôi là người Việt Nam. Dân Việt Nam. Nhưng mà tôi đang làm cho anh phiên dịch đây ha. Bây giờ tôi hỏi cho tất cả các bây giờ còn người có thể xuống đây thuê xe khác hợp lại thì đi. Bây giờ không thuê xe, bây giờ cho người ta đi bộ qua bên kia. Ở thế nãy anh không trả lời. Anh trả lời không đúng. Anh nói không cho đi, hồi nãy anh không cho người ta đi. Bây giờ được chưa? Rồi đi bình thường phải không? Cái này rồi. Chứ bọn phố ai tự được ban. Rồi ok. Vậy là người, tất cả các người có thể vào tỉnh Trà Vinh được. Vì cái này là hợp pháp, có hộ chiếu. Tài xế với xe. Rồi. Người thì anh cứ đi bình thường. Đi bình thường. Ừ. Đó là cái. Anh đi đâu? Đây là công an giao thông tỉnh Trà Vinh và cũng có đồng chí, nhiều các đồng chí lắm qua đây chặn xe từ nãy giờ, lập biên bản cỡ 2 tiếng đồng hồ rồi. Không cho các du khách, mà đây là mình tính ra các du khách mà từ Trà Vinh họ từ Campuchia họ xuống đây cũng là khách nước ngoài. Tôi tính ra là tạo điều kiện cho Việt Nam đi du lịch, đâu có làm gì đâu mà mắc bậy bạ cho Việt Nam đâu. Người ta có hộ chiếu và hải quan, người ta xử lý đàng hoàng, xe có giấy liên quận và đi hợp pháp, không có sai một cái chỗ nào hết. Rồi có dán giấy tờ đàng hoàng liên quận qua đây, nhưng mà các anh làm việc khó. Đây cũng tôi cũng biết là lực Việt Nam là sao. Tất cả nếu mà vậy, tất cả các khách bên nước ngoài, bên Mỹ, bên Malaysia họ xuống đây tất cả phải bắt, nhưng mà chỉ là khách Campuchia qua Việt Nam sao lại bắt như thế. Trong đây có trẻ em, có người già mà họ xin đi ăn đi uống nãy không cho, mới bắt đầu mới nói là câu cho. Nhâm xong xuống mới. À lâu bây cái bơ mà ngay lan Việt Nam và từ lan khmai tao sụp khmai dân nè. Và hay mà con lan nè, khmai dân mình thơ ấy nè. Và nhâm xong xuống gì? Bọn con canh tụ sắp lan lai được không? Khi này thọt video tục. Mên, hay mà khmai mau Việt Nam mà đón lát cả bọc bạc mốt không? Mên ta. Đây là công an và tất cả các tôi gửi video này lên tất cả các người làm việc trong sở và xem công an tỉnh Trà Vinh. Em xin xem tên của đồng chí. Đồng chí che tên như là không được rồi đó. Xin biết tên để sau này biết. Nhưng mà đồng chí phải cho biết cái đó là tên của đồng chí là ai. Anh đứng mà đâu có làm việc đâu. Các anh rồi chắc rồi phải không? Rồi tí là cho tôi xin quay lại cái tên. Rồi ok. À, công an mà nói nhiều lúc này lúc nọ đâu hết rồi. Passport quay trem trâu. Đúng rồi, nếu mà sai là sai ở biên giới rồi, là người ta không có thể là qua được. Nhưng mà ở đây các anh đang làm khó, ở đây không cho người ta ăn uống luôn nè. Đây là công an tỉnh Trà Vinh, mọi người chia sẻ lên công an tỉnh Trà Vinh. Đây là du khách từ Campuchia
và họ đi du lịch tại Việt Nam, họ đi làm phước cũng là đi từ thiện cho dân Việt Nam. Mà làm sao có vấn đề gì phức tạp vậy anh tự ha. Tôi nói là cứ làm việc bình tĩnh không có sao. Thì làm đầu thì em không đủ giấy tờ. Thì không đủ giấy tờ là xe tôi không ý em nói là cái đó là trên cung vị giấy tờ. Rồi. Còn mình làm sao nói là tình nghĩa, thấy bà con vậy thì bây giờ em chỉ là xin đưa bà con xe, bây giờ xe hay xe khác đi, xe này không có được. Thì đó, bởi rồi, bây giờ mà trong giờ này thì anh kiếm, anh kêu em kiếm xe thì bởi vì anh phải khó rồi em rồi. Này cái bông thô bạc dữ nghe bông bồn á, cái bông cầm bông rầm lốp xít lơ bị chia chun khăm ai. Không sao đâu, cái này là bằng chứng, mình quay để giám sát, mình dân có quyền giám sát, không có sai gì hết. Quay tranh mà thôi. Đi. Việt Nam ở bên này bay trên nhau hơi thì ở đây ở đây từ Việt Nam năm mươi mong bay vô cam Việt Nam tôi có tới và nhiệt độ màu miền tây hà sông bạc liêu bay giấy tờ đầy đủ, xe giấy tờ đầy đủ, không có sai chỗ nào. Nhưng mà mấy các đồng chí làm khó, cái đa xin em dương quay passport miền trọc cron, miền khô cả lại nà tê bóng bồn á. Miền khô cả lại nà tê là dương mơ nè, ca lùm ba bóng bồn không ai dương, hộp bài hộp ấy chứ nè. Bạn, đây 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 các anh em xem ha, cái đây là bên dân công an Việt Nam đã đang chèn ép các du khách bên Campuchia qua du lịch tại thành phố Trà Vinh để đi tham quan nhưng mà đang bị bắt và không cho qua tỉnh Trà Vinh. Bây giờ có cơm mà ăn ở đây luôn, thấy tội nghiệp không? Ba, hiểu nè, nít nè. Ba. Nhóm lái, nhóm phun lái, lái ơi bị phục luôn, bạn có bật đăng thay duôn về thơ bạp khám ai chứng ba. Nào, mà nghe ở toàn miền bài mà có nào thế. Hốp hốp, ba, ba. Hốp hốp hốp. Cái này là gì? Thời can. Này, lai tới, lai tới. Lai tới, ăn khó thế. Dừng lai tôi chỉ phó tang. Ăn khó thế, lai tới. Tôi sai với tôi, nhưng không sai với tôi. Sai với tôi bạn. Dừng mình khó cho bắp đi. Mình không sai, mình không sợ. Dừng ăn khó, dừng ăn khó. Giấy tờ mình đi hợp pháp. Đóng dừng bó tra passport, mình trem trời. Thơ bạp khmer dân chả nè bông bốn nè. Mà lâu kìa đòi chá lo tới nè. Cái đá xanh em cực cron, lan ấy cực cron được không? Bạn cực bông lai phê chì vứt khmer cơ rộm. Bạn mình đâu có sợ gì, mình nói đúng. Không có nói gì sai hết. Chứ bây giờ đây các dân du khách họ đi du lịch mà họ có giấy tờ đầy đủ mà, và đóng mộc mà chạy từ Tây Ninh xuống Sài Gòn, xuống Long An, xuống Bến Tre, tính ra là mấy tỉnh thành mà không có công an nào bắt hết. Và bên biên giới cũng không có ai làm khó hết, đi rất là dễ, không có gì hết. Nhưng mà qua tới đây thì lại các anh làm khó và làm khó các dân, tổng cộng là 125 người, 3 chiếc xe 45 chỗ mà không cho qua. Là cũng không hiểu lý do sao. Kính gửi video này cho Thủ tướng xem với, và Đại sứ quán Việt Nam xem. Đây là khách du lịch ha, họ đi du lịch tính ra là họ tạo điều kiện, cũng có thu nhập vào nước của mình. Không phải là họ đi sai trái phép mà họ buôn lậu họ gì đâu. Tất cả các xe đi đều đúng, không có sai. Nên mọi người chia sẻ đây, mình cũng là người Việt Nam, mình cũng hiểu biết chút đỉnh,
nhưng mà cái này cảm thấy nó sao sao miền khô chấp bắp ấy bằng bồn á dương màu ở miền khô chấp bắp tê bỏ tra passport nên trem trai ở miền khô chấp bắp mình tích nát tê nên người bởi khô chấp bắp cứ nói cái lãnh prom đá này ấy không nên miền dê dê ta ta cha cha sực yuân mình chân anh bạn vì ở đôi khmai dương tê sực yuân có thể hát phát mô bì lan bàn cùng lại nhưng là nho đai nho chơi cái này về chương tư cụ còn đến thua bạp mai về chương nó tự rớt xe đầy đủ giấy tờ, xe có giấy tờ đầy đủ, có giấy liên vận bằng lái đầy đủ, nếu mà không đầy đủ thì sao người ta cho chở từ biên giới qua tới đây được, rồi chạy mấy tỉnh thành từ đó xuống không có ai bắt rồi sao qua tới đây không cho vào, gần tới nhà rồi, nhà người ta đang xếp bàn xếp gì để chào đón để tất cả các du khách là đi rồi đi tại chùa đi gì làm phước lễ trong dịp lễ Sen Donta của người dân tộc Khmer, nhưng mà không biết các anh đã làm gì. นูเฟกนูเฟกเนี่ยไปสังโลกังเจตรองคือเมื่อตอนโยมที่มันได้โจลจังนูเฟกไปอย่าซอชีวิตมากรอมบ้านไอ้จังไปก่อสร้างนูเฟกอ่ะต่อนูเฟก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 นู
ព្រះថេរានុថេរៈគ្រូព្រះអង្គជួយមើលខាងហើយសង្ឃនៅកម្មជាក្រោមខ្ញុំកណានិមន្តញាតិញោមជួយញាតិញោមមកចូលរួមកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌហើយឥឡូវនេះអាជ្ញាធរខាងជារាចរណ៍នឹងអត់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅតទេហើយក្រុមខ្ញុំកណានឹងស្រាប់ច្បាស់ហើយប៉ាសពតមានគ្រប់គ្នាឡានទៅក៏មានលិខិតស្នាមឲ្យត្រឹមត្រូវដែរ ហើយឥឡូវបើហាមគាត់អញ្ចឹងតើបរិស័ទអីមកធ្វើបុណ្យមកចើចអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមស្នើសូមទៅដល់មន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមនៅខាងហើយកម្ពុជាក្រោមនឹងដែនដីវៀតណាមនឹងហើយជួយមើលនិងជួយស្នើទៅលើផងដើម្បីបើកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងជនជាតិណាក៏មានសាសនាដែរអញ្ចឹងសិទ្ធិនៃការយើង ធ្វើបុណ្យយើងគោរពសាសនានឹងគឺបើកសិទ្ធិសេរីភាពមិនមានធ្វើស្មាតទេគឺយើងសិទ្ធិនេះក៏មានយូរហើយនឹងហើយសិទ្ធិជាអន្តរជាតិទៀតអញ្ចឹងជនជាតិណាក៏មានជំនឿប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក្នុងការគោរពសាសនាដែរមិនមានទំហំមិនមានទៅទៀតមានអ្នកណាទេអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយសូមជួយនឹងហើយសូមជួយដើម្បីដោះស្រាយនឹងលើកសំណើឡើងដើម្បីមាន បដិសិទ្ធិបរិស័ទជំរួលកម្អួយបរិស័ទមានការលំបាកអញ្ចឹងទៀតណាអរគុណច្រើនសូមផ្ញើឃ្លៀបវីដេអូនេះទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិ UN ដើម្បីបានខ្លំមើលផងនេះជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមដែលបានរំលោភសិទ្ធិមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកទេសចរនៅខេត្តព្រះទពាំងមកធ្វើបុណ្យខែមន់សុនដូវដែលក្នុងនាមជាភ្ញៀវទេសចរ ហើយការដែលមកនេះគឺមានលិខិតក្តារស្នាមលិខិតឆ្លងដែននេះមានវ័យប្រថាប់ត្រានិយាយរួមទៅគឺបោះត្រាលិខិតនេះគឺដោយស្របច្បាប់មានវីសាមានអីត្រឹមត្រូវអត់មានខុសច្បាប់មកបន្តិចណាទេគឺដើរដោយស្របច្បាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែមកដល់នេះត្រូវពពួកអាជ្ញាធរទាំងអស់នេះពពួកប៉ូលីសទាំងអស់នេះចរាចរណ៍នេះ
rì riêng hàm khót mà nói phụ khót nâng chô tư căn khai Phật Tập Piang cứ chlong tại rành ní cứ chô khai Phật Tập Piang này tại phụ khót nâng nói chô khai Phật Tập Piang tê ai khi nhóm này dê không nên miền này dê dôn khá này dê khám ai khá là bằng bộ này chia sẻ đòi xa nhưng tao tên này dê dôn bởi vì dê khám ai dê đập tập khám ai khá này chẳng ai mình trai dôn bật bàn bằng đài nâng ngay nãy mọi người đã xem rồi là ông sư ông từ bên Campuchia tính ra là ở Việt Nam có rất là nhiều chùa của người Khmer mở sầm mơ ruột đi mở sầm mơ ruột mạnh đi mở đây thủ tướng chính phủ và thủ tướng Campuchia và thủ tướng Việt Nam cũng là đoàn kết hay là nó lơ lá nó miền khmer khmer miền khmer chư tiệt hay ta ta dây dây chà chà tiệt tính ra trên xe có người già 70 mấy 60 tuổi họ đi làm phước và có trẻ em và có người bị tàn tật bị dương thì dây đời sọp cho bắp dương ọt khai tế các đàn nam dương cọp cọn ọt miền dương màu thưa bơ này vô bay ọt miền màu bùm phu bùm phu ấy ọt miền màu thưa ấy tế bom phun chui xe được không cái này clip này thì ngày cày bom phun màu tê cho nó khăm ái nó cầm chia cày bom phun đằng khăm ái cày mà đằng hay từ công lan ấy cứ cầm hôn cái thalo bọt lan đực phi nhiêu bò tê đực phi nhiêu nhiều rồi mới cứ chua lan tràn mình men đi nè ai mò bị nước máu bàn mà đó lấy cái ăn oi mà chỗ to từ tiệt mà đừng tham vì dạng mạnh các anh cán bộ không biết ông các anh đang lập biên bản nhưng mà hồi lúc đằng ban đầu mình hỏi là cho người dân đi không mấy ổng là nói là không cho rồi xong hỏi tí nữa hai ba lần mấy ổng các ổng nói là cho bây giờ đói quá lấy cơm ra ăn ngồi dưới đây luôn tại trạm thu phí ở dưới cầu Cổ Chiên ở đây bên kia là cầu Cổ Chiên xuống đây tí là trạm thu phí mà mình đi vào địa phần của thành phố Trà Vinh rồi các du khách họ mà qua Trà Vinh họ cũng có ý tốt để qua đây để làm phước tại vì trong tỉnh Trà Vinh có tới 140 mấy chùa của người dân tộc Khmer vì qua đây không phải là qua để mà phản đối hoặc là gì hết để đi từ thiện hoặc là đi làm phước để đi du lịch khi mà khách nước ngoài nhập vào nước Việt Nam sẽ có lợi ích cho Việt Nam nên đây họ xài tiền đây tiêu chi phí ở đây tạo thu nhập cho nước Việt Nam nhưng mà không biết tại sao các anh không cho vô tôi cũng không hiểu sao. Nhưng này dây chỉ miền khám ai không miền dôn không nè bóng bốn nè xong mà chia sẻ để xa phê ní miền khám ai không miền dôn phong xe tầng ngon khá nì ní chả nè bóng bốn nè bóng bốn khám ai dương ấy bực khô cho bắp nên cứ mình bàn cho lòng đàn màu bàn tê bàn tay ní xong cho bắp dưỡng ai miền bị chia chốn nhưng miền sệt khom mờ xe từ ngon kia vào bên xe đó nè nó ôm ôm dây mình bây giờ bận trong mà score tham ai cào mà lâu cái thôi sọ sọ hay khom hay
lâu kia mau kia kia thưa tục dương tiên này chứng này kia ở đó xích rải phiệp ở dương chứng bằng ta nâng ngày hay ăn miên là na chai tiệt miên na chai 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 của ban mình còn lại nhậu gì của ban này lỡ ai cái đồ lan ai lỡ mạch được bên chứ lỡ tay cái lan ban cho thơ cái sao mà thơ xây kia nâng ngày chấm trong mơ thơ xây kia lỡ dân xưa với vật sai mà dơ cái chấm ở vật prau mà prau ở hà vật tư của chấm cây với nhắm trong ở vật thơ cái lấy bắt nó co nhắm ở vật nhắm ở nhắm tàu vừa group kê thì vừa mà ngay vừa tới khmer phải mà roi lan mà con lan thì họ khmer mà nâng này mong là chỗ đã khác biết tên nâng này à lấy dân khó tới dân khó dân lai tập từ nâng này dân tập bón này dân tới tên nam ô hôm nay lai view lên thiệt chứ xem tới hơn 1 triệu người lai nói lộn hơn 1,000 người lại các anh đồng chí đang làm việc lập biên bản nhưng mà không biết ra cái lỗi nào nhóm này dê cho nó đang dê tiết đấy bông phun và bọn bông chui xe đang ngon khỉ họ đừng thà yuan vì cho đầy khmai xuống này còn bàn tay pê để khmai cho đầy yuan cứ bà pê để khmai cho đầy yuan cứ bà Việt Nam khi mà xuất nhập cảnh vào khmai rất là dễ dàng không có gì hết nhưng mà khi mà Khmer hoặc là vào Việt Nam thì sao lại khó khăn như thế tôi cũng không biết. Nếu mà khó là khó từ lúc qua biên giới, lúc mà đóng mộc này nọ. Cái này cứ màu Campuchia cầm căn bên còn vận tải là lấy tàu cái tiệm nó cái lãnh cầu cô chiên cái ở đó dân chlon ấy hay nè để màu nó miền passport đi tem tàu từng off về miền tiền và song tiền và song bay buôn và ong cái này xong và ong cứ chưa đăng phong lấy cái ở đó dân chlon thế này màu căn bên màu ấy màu tây sài cho sao bom bom ôn khla cột cha cha comment tiếp vận tải là lấy cái ở đó dân chlon từ cái thay dân khô cho bà vận tải cái đa sanam passport ấy quay tra tem tàu miền visa miền đi màu cướp còn hay mà nhà lâu nên ngày lâu mà nhà lâu 2 bảy máu cái này pi bảy máu toàn thôi hơi miên cha cha tết là toàn hộp bài số bài nhầm cái ná còn toàn bán hộp bài không này lục sinh manu hay nên ngay ni video ni bờ ban sầm đạch ban khơi có chia phong tiền nào ấy anh đặt chia chun khăm ai dưng bằng chlon bờ tây mau lên tây sài gòn ở tin đi ngay sầm đạch chui ăn ra công phong hay bật tập hiệp khăm ai chui Việt Nam mạnh vinh bị phục tu tiếng bị phục luôn bọn em miền tức sát đấy, xong hôm tí mấy Hẹp anh, hẹp ơi nâng này, lâu bạn đứng ngay nè nên ngay cái ở trong này khmer dân chụp khnề và ha sao anh
quay lấy mặt. Không, mình quan sát mà, mình dân có quyền quan sát, mình quan sát. Chứ bây giờ cái này là tội nghiệp cho người ta đi từ cam mà giờ này chưa được ăn uống này nọ mà có giấy tờ hợp pháp mà không cho dân qua. Đúng rồi, người ta qua du lịch qua đây tính ra là tạo thu nhập cho nước Việt Nam nữa, không có sai gì hết. Qua du lịch rồi người dân ở đây tạo điều kiện thu nhập cho nước Việt Nam mà đâu có gì sai. Nếu mà người ta sai từ lúc mà qua biên giới lận. Phải live stream cho nổi tiếng tí cho thủ tướng chính phủ xem chứ mới biết. Đi cho nhà thôi nè, coach Bắc nha. Này này. Bọn chú canh nhầm phép. Like thôi ở đây đi. Like thôi, mục của Linh là like hả? Không like. Bởi tham mà nói chỗ, mà nói kia chỗ mình cũng đem đó. Thì bởi ôi chỗ mà đo này hãy. Thì dục tiệt, từ bài tập ấy. Anh cho vô đi anh, rồi ngày mai em bổ sung thêm sao đi. Giờ anh thấy có hai tới hai em năn nỉ luôn á. Thôi bà con cái này không quyết được. Người ta đi chùa chứ thiệt luôn mấy em năn nỉ luôn á. Nhưng mà tôi mấy chú biết được. Chứ giờ anh dòm nè tặng bà già không luôn á. Các anh làm việc mà không quyết được rồi sao trời. Ký thì được mà làm việc thì không việc được. Bây giờ mấy anh thông cảm thiệt luôn đi. Trời ơi. Ký đi rồi cho quay đầu chứ để chờ bà con người ta nói đồ này kia. Không, anh ký rồi sao, dân ở đây thì sao? Về liên hệ công ty bổ sung chạy xuống. Đó thì bây giờ có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ em ở đây. Em ở đây em ngày mai em sẽ chở cái đó. Rồi em cho xe anh xử lý sao phải cho hợp tình hợp lý chứ phải. Hợp tình hợp lý bây giờ là bị đó bây giờ anh kêu em qua bên mình cái lại một cái nhỏ cái hồng nào mà cho mấy chục người không? Mà trong khi người ta khổ nữa giờ người ta dặn làm anh làm anh biết là làm đúng theo nguyên tắc nhưng mà anh làm phải có cái tình cái nghĩa chứ. Trời ơi người ta già người ta đi chùa không à anh ơi. Bây giờ kêu tài xế vô làm việc đi, không ký thì thôi. Không ký thì là không thống nhất thôi. Không thống nhất là sao? Anh rồi, anh nói tên gì rồi? Sơn hả? Miên là cái ca, miên của anh ấy kìa, anh ơi chối lấy cái ơi quay các ba bỏ cái rồi mình. Vậy bây giờ em hỏi lại, vậy là tất cả các dân là cho đi, xe là không được đi phải không anh? Em xin hỏi lại một lần nữa. Đấy, đây là dân hỏi là công an không trả lời. Đây không biết là đồng chí gì che tên rồi. Đây là hỏi để xin cho tất cả các du khách để qua các vô tỉnh nhưng mà ổng không trả lời. À, bà con ở đây. Sao không bây giờ là phiên bản gì xảy ra vậy rồi giống như anh nếu mà làm cái bạn rồi anh qua bỏ này rồi xong anh chồng lại đúng không anh có ý là bây giờ mình hỏi anh qua bên kia là em có đủ hồ sơ là em được phép em quay lại đúng không không biết làm sao đầy đủ là những cái ông nhẹ kia vẫn đang nhận. Rồi. Kì trong gì? Cột ăn hay. Cột mà nay tha lan đi, cột đừng vươn các ba tới cái lại khẹt cầm bông rồi xây vĩnh hai thơ cả đa cột hay cột đừng vươn mà vĩnh cho ai chồ. Nàng. Cả đa xin em cột trong gì tha? Pê để thưa đồng na, ai mà cha lan đừng vươn bỏ các ba từ cái vĩnh hay ai thưa cả đa xin em mà cột cột hay bạn ai chồ. Chọn lấy bữa xin gì dương chọn ai chọn xong cột ai lan đừng đặt nhiều tổng hết đặt. Vì mình pro. Tăng sân. Từ ai cái xa sân ta mà đo chết đo cột đầu chẳng á anh tổng đó anh tổng đó rồi
lan bị khói đâu ơi nước chân có hoạt động không ạ nồi đợi mà một tuần miền đó cho tao bị đam tí nó còn rồi cắt chất đập lòng kèm thêm chất có màu chung chất đập lòng là mà hỏi rồi rồi thầy rồi mình có bảo là nhập bị chi chung chung chi lại nha rồi nếu mà vậy thì các anh làm việc đi nếu mà nói vậy cái đàn nam cầm còn nó hay không mình tay mang cái check tăng passport bay ôi cầm là bây giờ mình ký xong qua bển mình có đủ rồi đúng rồi là lâu mình hỏi thơ cái đàn nam đấy ngồi quên là cái đó vậy đọc đi để nghe hết tất cả dân biết nghe đọc lớn lớn nghe luôn bạn lang lang đó tôi đón luôn cái thưa cái đá hay quên mà đi vinh nếu từ chlong spin này hay mau vinh này quy từ sẽ xin nhớ chmu chlong à spin nít spin này nghe spin này spin này chlong chỗ khăn khẹt xinh thưa cái đá hay mau vinh im lặng đi nha là người chứng kiến là Võ Bích Điều nghiệp là công an em địa chỉ là phòng an ninh nội địa công an tỉnh Tây Ninh rồi anh là tên là Sông Bát ngày là 1/2/1988 quốc tịch là Campuchia nghiệp là lái xe em địa chỉ của anh là Campuchia em rồi những địa điểm khác ngày 15 phút ngày 6 tháng 10 đọc thì như học lớp 6 rồi trời. Sau đó so đi nè riêng nặng tì bộ mùi. Hợp đồng sử dụng hợp đồng bằng văn bản giấy không có hợp đồng vận chuyển rồi hỏi anh ha anh sẽ bán hàng cho cơ quan công an biết chủ sở hữu của xe ô tô khách 30H6789 là ai rồi anh đáp ha anh sẽ bán trình bày của anh xin trình bày chủ sở hữu của xe ô tô khách biển số 3H6789 của công ty Gamwatch gì đó tiếng Campuchia tôi không đặt đọc tiếng Việt cũng thấy sai rồi hỏi ha anh xem bác cho tôi quan anh biết anh có mối quan hệ với công ty này là như thế nào rồi anh trả lời là tôi là tài xế của công ty rồi hỏi anh Sam Bát cho tôi quan công an biết ai đã giao xe này cho khách đó là 30H6789 cho anh ha rồi anh đáp là anh Sam Bát xin trình bày là vào khoảng là 19:15 ngày 6/10/2013 tại quốc lộ 80 Đại Phú, Cà Lâm, Trà Vinh. Anh đã điều khiển xe ô tô khách biển số 30H6789 là chở hành khách theo hợp đồng bằng văn bản giấy không có hợp đồng vận chuyển ha. Trân ơi. Nói chung là gì nè anh nói anh hiểu anh nên phải làm lan nội dung anh chở khách là không có hợp đồng vận chuyển khách không hợp đồng vận chuyển khách anh kia anh không dịch anh nói có đầy đủ mà đâu bong bóng mau bị khmai mau bị Campuchia mau Campuchia bon chum bun mau thua bon khai mon son ở đâu nó khmai crom mà để trâu phụ của ly hay nhà thoi yon cái ham khoa ở nội châu khai pratapeng đúng 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 rồi nói cho này nên
lỗi nè. Bây giờ nè, anh muốn mấy anh muốn có hợp đồng vận chuyển. Bây giờ mấy anh muốn mình về Bến Tre. Ngày mai có hợp đồng vận chuyển. Thì bây giờ mình về cứ về Bến Tre. Nếu sao mình có hợp đồng. Bây giờ mình làm đi. Bây giờ cắm lấy rồi mình qua bển. Anh này Mà bằng những chuyện cầm lại nhỏ này bạn ông quân bông phôn là bạn chồn bắt thì nói cho người ta trước đầu vậy đi như vậy. Bây giờ cái chữ thật, cái chữ như chữ thật. Đúng rồi, tội nghiệp bà con nhé. Thì đó mà hai giấy tờ thôi mà làm ba gần 3 tiếng đồng hồ. Đúng rồi. Hồ quan người ta cho qua mà ở đây không có. Với lại chạy mấy tỉnh thành mà qua được mà qua đây qua không được. Kỳ không? Thấy kỳ không? Cửa khẩu người ta xét là hải quan người ta xử lý đàng hoàng người ta cho qua chiếc xe hợp pháp không phải đơn giản. Đúng rồi. Đúng rồi, nếu mà xíu sao người ta cho qua nhưng mà lại đây lại qua tới đây được mà vô đây là không được. Mấy ông này cán bộ này không có thông cảm đâu. Thấy dân này mấy ông mấy người già người gì mà xin đi ăn uống đi tiểu đi đái mà không muốn cho xuống xe nữa. Đúng chỗ nào mà đúng. Tới nãy giờ không thì lòi ra có hai giấy tờ kêu lấy giấy tờ hợp đồng đó mà lập biên bản 2-3 tiếng đồng hồ. Mình thấy cái ông ở bên kia chung tư. Rồi vậy là sao là bây giờ một bây giờ qua bên Bến Tre là... xong rồi cầm cái giấy hợp đồng nó quay rồi đi một khúc đường làm hôm nay thằng từ đó cả lại khách Bến Tre là cái thơ đang hợp đồng mà mấy lan từ bên nhà ba này rồi đó này bên tay dân tôi lan nó tôi coi bính mày thưa cái đàn snam vừa cái đàn snam nó khách long biên đi hái cái dân vừa là một bán tại vì trong thơ của bà vậy nữa thơ nào nín cái ban đây mấy vị anh ở dân thơ của anh dân vừa trong hai vị bạn đó mình cũng dân đò pi mang ok tôi tập lan đi tôi lan bay lan là bay mau trên cái chat và đoạn tiếp ập khúc mình ư lại ơi lan hai giờ mau vinh lan lỡ bu cát lang lan này, nên sẽ là bu li khmer đấy, anh ta hiền khmer anh khmaoi, nè khmer mua chấm nuôn thôi ca chứ nè, rồi lang lan vươn tục hai cầm pung rồi xây cho vay đầu lên Bến Tre, rồi xong mới bắt đầu cho lại, là nhưng mà giấy hợp đồng nãy có nhưng bây giờ lại
không biết sao, xe đầy đủ giấy tờ, có giấy liên quận, hộ chiếu, passport, rồi xuất nhập cảnh qua từ Khmer qua Việt Nam bình thường, không có gì hết. Đây mà đang ở trạm thu phí, trạm thu phí tỉnh Trà Vinh, qua từ cầu Cô Chiên. À, nhầm trăm nào nâng, tới đó nhầm trăm nào nâng. Đâu em có trên xe đó đâu. Lên đi, em dân Việt Nam ở đây mà. Em bà con đó mà ổng. Lên đây xe. Lên lại đây. Đi đi sao đây. Một hồi nó đi ghé, một hồi ghé quốc mẹ nó kiếm chuyện đó. Ờ, lên là đi luôn á, tí qua là có hợp đồng rồi mà đi qua được luôn á. Em đi, em đi lên xe của em. Vậy là tí có hợp đồng rồi. Có hợp đồng tí là qua. Rồi ok. Rồi rồi. Nó từ con lan á bông bông á, nó bông bông khăm ai dân này mau bị khăm ai bố con đi thưa bạp chết bay mau bông bông hay heo bài heo tức cái nhóm mình toàn bán bài mà crop nào không mà ngay này phụ viên này đúng rồi, làm khó quá, có hai giấy tờ hợp đồng không lập biên bản mà mấy tiếng đồng hồ cho người ta ăn uống này nọ cho no. Vài hôm nữa cái clip này lên đại sứ quán. Với lại trong cái đầu xe có dán mà là đi chùa Khmer. Trong cái đầu xe mình có dán. Làm tội nghiệp mấy ổng. Lỡ làm nữa cùng cùng từ thua cái đà hới. Long mà win. Nhưng cùng trăm nào ní. Kể ở nói cho nó là ngầm bông rạch từ làng từ khát bên tre với ngầm bông rạch xây với ngầm bông rạch. Nhưng ngầm bông lái, cử làng mơ lái, ngầm bông lái. Nè. Ủa em có gì đâu vô nói chuyện. Em là dân có gì đâu vô nói chuyện. Các anh mời em vô, các anh phải có gì mời em vô nói chuyện mà sao tự nhiên bật tài kêu em vô nói chuyện. Không có sai em không vô. Thà mà em chạy xe hoặc là em làm gì sai em vô lập biên bản em sai này nọ. Tự nhiên công an mà kêu rát vô đây nói chuyện. Cái đó là hơi khó rồi đó. Làm việc chứ đúng pháp luật chứ. Em cũng là dân Việt Nam, em không phải là dân Campuchia. Quốc tịch em Việt Nam. Không có mọc á thì anh cái đó mình chú Duy vẫn được.
không có bọc vui những như được, nhưng mà hợp đồng không có anh, thì đó bởi em mới nói với anh là cái là hợp đồng ở trên cái, ở trên đây. Sài Gòn đó nó mấy anh em nhà xe không nói có cái bọc nghe đây là quy trình cấp quyền cấp độ nó nghe nó chắc là sai nữa nha, không phải em đi taxi mà đoan gì chi mà đoan gì chung đang mạch đáy nhung anh không kiểm tra cái đó hả, anh có kiểm tra nữa không, anh có kiểm tra hợp đồng đó không? Ủa chứ anh nói anh kiểm tra hợp đồng cho nên em mới ở đây, mà bây giờ anh nói là ghé gước nữa bây giờ hết thời gian tôi dừng ở đây tôi đi, mà nếu mà ghé gước ở đây trong khu vực này có bị cấm dừng thì người ta xử phạt là chịu tới tổ khác rồi. Em hiểu anh nói vậy là em hiểu rồi, là anh dẫn cái chốt cái nổ của anh chặn tụi em đúng không, thì mình thì đó anh nói vậy là em hiểu rồi hiểu rồi anh nói vậy đi, thì em có bây giờ anh đã hồi nãy anh nói cho em là có giấy tờ đầy đủ thì em có giấy tờ đầy đủ rồi là thì em cứ đi, cứ đi rồi ok. Tôi nói là khu này là khu vực cấm rồi rồi. Ủa thì một hồi cũng phải có giấy lại trình mấy anh vậy là khỏi cần trình nữa phải không, không lẽ giờ đi chờ trình. Ờ vậy là khỏi cần trình nữa mình đi luôn. Không, bây giờ giống như anh nói anh ở đây thì mình trình. Rồi. Thì một hồi trình thì em có được em được phép em lên đúng không? Tôi nói là hết giờ đây tôi đi. Rồi. Còn những cái tổ khác là kiểm tra như thế nào thì anh cứ trực tiếp. Còn ở đây là hết giờ. Đó anh quay những lời. Rồi quay hết livestream luôn mà, không phải là quay bình thường đâu. Nãy đồng chí nói là làm việc xong cho em xin tên mà. Em chưa được thấy tên. Cái gì anh em hỏi người ta không à? Em là dân mà, với lại cũng nói bây giờ anh hỏi cái gì? Thì em muốn biết tên để sau này chứ đồng chí nào làm việc thì phải cho tên cho anh dân anh biết. Anh gì lại hỏi tên ta? Chờ ông đồng chí làm mà che giấu tên là không biết đồng chí là tên gì. Anh tên gì ở đâu đi rồi người ta? Thì em hỏi anh trước rồi sau này em mới giới thiệu là sao? Kệ mấy anh này, lấy ra loại tên em chụp để biết là đồng chí nào làm. Rồi em nói bây giờ em nói không, em tên là Chao Sarat, quê ở An Giang, rồi em là qua đây, em qua đây em du lịch, em là dân, em đi chơi tham quan này nọ, rồi xong em muốn biết tên đồng chí thì thôi có gì đâu. Về muốn thấy tên trên kia vậy đó, anh chưa thấy tên. Ờ, thấy công an nói cách khác không biết nói sao. Chở chở út đi lại cái chỗ nào mà có trạm xe buýt á, rồi xong rồi quay lại chở mẹ con, rồi xong rồi quay lại cho con, cái này là gài nữa đó. Rồi cứ đi coi cái ông gài sao rồi xem coi nhung khai tới bông phôi giờ khô. Để xem mấy ông gài chốt chỗ nào nữa. Đó, gài chốt nữa chứ cái gì nữa. Anh coi làm anh chốt vậy đó. Anh coi. Dân Campuchia người ta đi du lịch qua Việt Nam cũng tạo điều kiện thu nhập cho Việt Nam, đâu có gì sai đâu. Mà chỉ là hai cái giấy tờ hợp đồng đó mà ông làm khó, mà nãy còn bắt kêu tên Srat qua đây ngồi. Thà mà mình sai này nọ, với lại cái này là cái việc giám sát của dân, dân có quyền họ giám sát. Quay video live stream này nọ cũng có quyền giám sát, đâu có xúc phạm nhà nước mà đâu có gì đâu, đó là cái quyền tự do của người dân. Hả? Kêu em vô đây ngồi. Mà làm gì? Em có làm gì đâu, kêu em vô đây ngồi. Thấy con em mất dạy không? Hello bom phone khmai jeung chieng 100 neak kot chlong dan teu nu hai e chlong spien teu khang nu damai phlet tik kot vel mong vinh e kompong thveu bap khmai jeung khlang na bom phone jeung mo thveu bon soh cái này bao chốt lại kia nữa nặng mình nữa chẳng làm việc cái cho mấy ông làm việc mình đó có giấy rồi mới chạy qua lại á cứ đi bình thường. Đi lò bộ qua ngoài rồi. Đi lò bộ qua đẳng đây có chỗ nào xe biết á, mình đón. Chào mơ, bố con đi bảo nhưng tớ lấy sẽ chạm mà cả lại tiệt. Này đi, xong bây giờ dùn khá nếu biết có bị thơ báp đấy, bị thơ báp tớ không ai đấy, vì đồng lộp xích. Vì đồng lộp xích đấy.
nhung toàn hộp ấy đây bông bồn mà ngay này tăng phi prenaco chlong đan mó prenaco chlong đan nhóm tranh bị prenaco mó tại phụ cốt chlong đan mó cốt nhung chi tam bà đa tam phụ cốt mó là hô tại phụ lý tam tăng phi prung đan mó là hô tại lâu ăn oi chlong này là oi phụ cốt bơ được hạt bên tre từ cầm phong được say với mình hạt bên tre với mình được chứ nghe ao được thơ cái đan nam mà vinh nè lau lan mũi tới bán là lau lấy tới bứt tẹt lấy tới bứt đánh tam điệt tới bán mùa lan ok dừng từ tam đây tới bán mùa lan hay mình tay đứng từ tứ đó là miên tẹt mà cả lại tiệt tránh từ bên ấy tẹt mà cả lại tiệt nhưng mà toàn tới nhưng trăm nhưng tới tám còi nhưng chỉ tám còi với vinh biển số xe hả 84A00 gì đó 104 đó nó đang điện kêu bên kia chặn chốt bên kia trước cái nữa bọn xa ra ta lan công tôi thơ ai cả xa đằng bay nếu ngày thưa ai cả xa đằng bay thưa ai cả xa đằng bay ở đây để bom pol phục mai bom pol này nơi không lan nữa cùng bà rom cùng prui cùng ấy xa dương mau sọp chấp bắp cái này nam trem trừ bắt miên khô chấp bắp tầm lo cả lại na thế chứ video được nhom like video được nhom thôi đi vì chỉ pho tang sản phẩm bom pol không ai dương đừng ở đây mau đằng bay thưa bon xuân tiên đấy mau thưa bon xuân tiên ấy mau không niêm chỉ nhiêu á mình mến mau không niêm chia nẹt này vô bay được còn nẹt mau phu phu thua ấy tê không niêm chỉ nhiêu sắp tạt ấy chlong đan miền vay tra passport vay trem tử ăn miền khô cái này nà tế bờ sân chỉ khô cứ prom đan kia nào dương chlong tê bom bon tra để chăm chứ phụ cuối nơi prom đan với ăn ao dương chlong tê bạn ta dương trâu dương sọp cho bạp hay miên vì xa hay pra trem trâu mà để sọp cho bạp hay được cho nó hơi cứ ọt khô tê sáng này làn cái rõi làn phụ lý đây làn cái rõi nè cái nào chăm nó đi bọn bọn thằng này đạch bài nhóm cả đạch bài đây chạy mà chui như vậy bố con khá nát bố con phục mai bóng bóng miên khmê khmê khá hay cất màu bọt màu và màu thua bọn thua tiền sao nữa nghe nguyên cái từ khô ngồi dùng bạn trong cái lại nâng cái này gặp 8 đàn bị coi nhóm tiết rồi đúng rồi cầu cô chiên Bến Tre cầu cô chiên Bến Tre nhóm đa tôi muốn lấy bóng phố mà phía tiếp lan để xa máy lan dưới bàn tôi mua nháy nhóm là đa tôi lan rồi bọc nhóm ừ lan lan nhóm này tin luôn anh đặt bóng phố dưới đường ọc này nè đừng nhóm đừng kê ấy bằng thơ đậm na mà đòn đi vì dương màu tràn thấy dương mình mệt màu lại cả nặng khô chấp bạp tiệt dương màu đòi sọp chấp bạp nè đòi sọp chấp bạp màu không niêm chỉ phiêu mình mệt màu không niêm chỉ sợ trâu ấy màu không niêm chỉ phiêu mình mệt chỉ sợ trâu tê tại kia nói dương sao lo tê nè ngay nè hồi tới nữa khnhiêu với nữa vì tới tẹt chấp nằng cả lạnh mục môi tiệt sẽ chạm được mục mũi tiên cho hàng cà phê làng lá này bông bông
tết thì vì từ tiệm chạm mà cái lái tiết đây hai bóng bốn trăm tam đan được ngon khỉ nhưng mà bật lái này nhưng tục tụt xăm bật lái tại vụ còn những việc vùng thưa đầm nào tam bị cày nhung mỏi mỏi cho dừng ăn khô sẽ bám dừng ăn khá khô sẽ bám dừng ăn khá tê thì tam bị cày mỏi cho ăn à căn tu sắm là lan dương môi ban thưa đầm nào tới chạm lan pi tiết chạm lan pi tiết chạm dừng chạm được tam cày chạm lan pi tiết bông bồn chạm tam đan được ngon khỉ nó lan nó lan poli nè từ nó lan poli nhưng dương chụp nhiều tê sẽ cho dương chụp nhiều tê sẽ cho mình khổ cho bạn bây tê bông bồn nhiều tê sẽ cho nâng ai bóng ọc quân bóng bóng chân là chú ý xe anh ấy dương chlong bì khát cầm bông rửa xay bên trẻ chôn màu khát bạc tập bèng ngay hay cắn hồng bạc làm bia tao nó làm bì màu tam cà làm bì màu tam cà dương đăng thà phụ con nâng chứng là chứng dương máu dương sọc cho bắp cái đá nam ấy cái dương sọc cho bắp đây ở đây thì bông ôn chăm tam đan tất cả một phim từng ngóc này video này nhầm like nhưng chỉ vẫn đa nhưng chăm lan bị còi khăn ong dương cúc mai bom bồn miền mình cúc mai dương để quạt màu bị cúc mai quạt phần chlong đèn màu chlong đèn màu thì ọt bài ọt tực hay chlong đèn nó tầm rom chanh màu tầm bị màu pram bực tầm màu đỏ lý mình toàn bàn từ đỏ cả lại tia đỏ cả lại vọt phong cái tia kiểu nào dương từ hay vì bơ bị khô nó prom đèn nó ọt khô nó trầm bẹt tập bèn mình thấy dừng chlong đan máu buồn pram khát máu ấy ở chỉ pành hà tới chỉ pành hà trong cái lại này kia ở dừng kia ở dừng chồ khát bẹt tập bèn ở dừng chồ khát bẹt tập bèn chậm mơ nhưng mà tiền dừng đằng thau vi tẹt chậm anh chính dừng rót lán dần sầm cái máu khô chập bắp chả cho bao nhiêu bị khai vừa rục lè trên chỗ gặp bài sọc vàng hay bom pháo nên nó lơ lan thì pi thì bay ban chạy đầm nào màu nữa ban chạy đầm nào màu nó lan thì mui lan so lan so mấy lan thì bay ấy ban chạy mồi to su dương mình men màu này vô bay rồi cả màu ấy thế hay nhóm chi chun chiết khăm ai chiết khăm ai thì nhóm nơi cầm chiết cầm nơi khăm ai cầm đấy chứ xin chiết bởi nhóm vì chi Việt Nam thì chỉ thà chỉ vuông nhưng từ mình thấy dương miên chiêm cho chiết khăm ai hãy lưu bom và ôn màu bị khăm ai một lên nơi khăm ai cầm dương chứ dương rigri so mà nó rigri rẽ tẹt xoa cùng bục quạt đầu vô chết tục đạn mặt miên cay người anh thế nhóm là cầm pe và liền đầm bay chun bò con ở cầm san cái lại đầm bon bò bò thì xa đôi chỉ sạc cu đôi chỉ tam vót ở ram khmer hay sắp tới chỉ vót để xóm cho bác cái lại rồi mà đi để than
រមណីយដ្ឋានដែលស្របច្បាប់អត់មានខុសច្បាប់កន្លែងណាទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះវាពិបាកដែរមកដល់ហើយគេរៀបរៀងចិត្ត3ម៉ោង3ម៉ោងបងប្អូនណាតាំងពីម៉ោង6ជាងឥឡូវម៉ោងប្រហែលនេះម៉ោង6តាំងពីម៉ោង6ហូតមកដល់ម៉ោងនេះទៅហើយហ្នឹងអត់ដល់ហើយវាស្រួលគេចាំតែស្ទាក់នឹងមុខទៀតខ្ញុំអត់បានមើលសារខមមិនបងប្អូនអស់ទេបងប្អូនទៅសារកំពុងបើកឡានឆ្លើយវាអត់បានតែវីដេអូនេះឡាយទុកជាផុសតាំងឡាយទុកជាផុសតាំងសម្រាប់ដំណើរក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំទៅមិនមែនទៅតែឯងទេយើងជូនភ្ញៀវដល់ទេសចរបងប្អូនត្រូវតែយល់ថាភ្ញៀវទេសចរដែលពួកគាត់ចូលមកកាន់ប្រទេសណាគឺធ្វើឲ្យចំណូលចូលទៅកាន់ប្រទេសនោះរីកចម្រើនប្រទេសនោះអញ្ចឹងពិភពលោកគេត្រូវការឲ្យភ្ញៀវទេសចរនឹងចូលប្រទេសគេនឹងកាន់តែច្រើនគេរត់ទៅត្រេកអរគេអត់មានលក្ខណៈបែបនេះទេតែបែបនេះមិនដឹងថាពួកគាត់ធ្វើយកច្បាប់ណាមកធ្វើខ្ញុំក៏អត់ដឹងហើយសួរពួកគាត់មិញគាត់ឆ្លើយផ្សេងម្ដងគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងម្ដងពួកគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងដល់ពេលប្រជាជនមកមើលច្រើនពេកទៅចាប់ផ្ដើមគាត់លក្ខណៈគាត់រលេះបែបផ្សេងខ្ញុំនិយាយឡើងស្អកកនេះបងប្អូនតាមដានជួយតាមដានអ្នកនរគ្នាឡានប៉ូលីសនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំមួយឡានប៉ូលីសនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំមួយអីទៅមុខអញ2 3ហើយដោយការមុនអញ្ចឹងខ្ញុំនាំបងស្រុនស្រន់ហើយបងក្នុងក្រុមបកគាត់មកដើម្បីទស្សនកិច្ចជារួមទេសចរជាលក្ខណៈទេសចរដឹកគាត់តាំងពីព្រំដែនមិនតែគេតាមតាំងពីព្រំដែនរហូតមកដល់ព្រះទៅពាំងថ្ងៃនេះក៏អញ្ចឹងគេសួរថាតើតាមនេះតាមក្នុងគោលបំណងអីបើខ្លំមើលអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកឆែកឆេរហើយយើងសួរនាំទៅម៉េចម៉ាម៉េចម៉ាយើងសួរទៅមានទៅជាបញ្ហាអីតែពេលខ្លះតាមក្នុងលក្ខណៈធ្វើឲ្យយើងភ័យយើងជាប្រជាជនពេលដែលត្រូវពពួកអាជ្ញាធរឬក៏ពពួករដ្ឋាភិបាលតាមខ្លំមើលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍វាជ្រើបជ្រួលណាវាភ័យទាំងយើងទាំងគេអីគឺភ័យវាបែបហ្នឹងឯងហើយបើយើងអ្នកយល់ច្បាប់យើងចេះដឹងហើយយើងអត់ភ័យខ្លាចទេដូចខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចយើងមានធ្វើអីខុសកាលណាយើងធ្វើខុសនឹងបទបញ្ជាការធ្វើខុសនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋអានឹងយើងខុសហើយអត់អាចប្រកែកបានទេអញ្ចឹងគេនឹងអាចចាប់ចោតយើងបានអញ្ចឹងដូចការឡាយវីដេអូពីមាញ់មាញ់តាំងពីដើមដល់ចប់មកយើងឃើញសកម្មភាពហើយដោយសារខ្ញុំមិនបានសរសេរឲ្យអស់សេចក្តីហ៎បានបងប្អូនឡាយទៅមុខទៅឲ្យគេមើលក្រែងមានបញ្ហាអីនឹងមុខខ្ញុំអត់បានសរសេរអស់សេចក្តីដោយសារយើងវិញ្ញោដៃញ័រជើងពេកពេលដែលត្រូវពួកគេធ្វើបាបដែលឲ្យពួកគាត់ពេលខ្លះក្នុងក្រុមខ្ញុំក្រុមដែលមកហ្នឹងពួកគាត់ឃ្លានបាយហើយមានស្ត្រីច្រើនអ៊ីអ៊ីពុងពូអីគាត់ត្រូវការចង់បត់ជើងធ្វើជើងទៅទៅបត់ជើងអត់បានទៅបត់ជើងអត់បានគូអានឲ្យធំទៅទៅពីមាញ់មាញ់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់និយាយខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចប្រហែលជាគេស្ទាក់មួយកន្លែងទៀតហ្នឹងហើយតែមិនដឹងថាស្ទាក់នៅម្ដុំណាខ្មែរបងនិយាយយួននិយាយម៉េចខ្មែរហងយួនហងនិយាយនិយាយមានយួននិយាយមានខ្មែរគេស្ដាប់ដឹងទាំងអស់គ្នាកែគ្នាតែចាញ់មកមើលដែរអូមែនមើលណាទុំកាច់អីកាច់ម៉ាងនេះគេលួចហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចុះបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតនឹងផ្ដល់ជាព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារអ៊ីនធឺណិតវាអេទុកកុំហៅបិទទេចាំកណ្ដាលអស់អ៊ីនធឺណិតចាំគិតចាំភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតថែម
lai vậy xin ạ. Để cái này chỉ bọt xa đá để khám ai bị khám ai mà lên nơi khám ai cọng từ bộ con đang rì răng bạp ni làng chạy lơ lan chạy passport à nâng chỉ tùm nuôi khô trư là bỏ nhà thoa dân ngọt tha tê cả chạy ấy nâng à nâng đầm bay trụi bị nứt bị khách cho lòng đàn tới lan là dân máu dân miên cả đạt ném hay dân vầy ấy trầm trư dân mưa tới ở từ công lan mưa tới ấy tới kim miên xì nhế chứ mua chô nâng nông đà răng bộ kê ó hơi ọt miên khoa cả lục cả liệt cả lãnh nà tê tại bộ con nếu bị ắt xua cái lan nên vì lan cái cô lơ lan thọt chung vinh lan chạy tam lan cột trọ là họ cột bài sập giang nói vậy nết đọc vào môi cái lô tiết cái dân đó là tì cồng bạc bèng trào vinh này bạn cho bọn cái hào thật trào vinh hai cái nông cả đợt này mánh cứ miên và chia chun Việt Nam dân là dân khmai dân hà dân dân chứ cái mơ mơ chả hẳn bình mến là khmai dân mà rồi mánh sổ tới tiền bà xong tiền ấy bay lán vì mà rồi mà phê bàm nẹ tiền khmai này chả tiền ta công tiền ấy với chô mà rồi xàm là vị trí chun để cái nơi chật chật luôn cái quỳ cái khlom mơ sập tới như tràn nẹt tiệt chứ với ai chụp một nưng mà rồi hà sập nẹt hơi sập nưng bù li chả cho vậy bù li xây tiệt vì chỗ đập nẹt tiệt vui tràn vì máy vì chọn chả cho đấy này dễ tới đó rương chưa chật về để khơi cái thơ ca bụng viên dân bạc này bạc này miền lan tam bị cao ấy màu mà nhà lâu ăn chlong ấy dừng rót mùi mùi ăn chlong được cái tam dừng đó nè chi lan vì ở đây bông bôn vì còn bao nhiêu chi mà tô vì ở sở bạc tập hiếp đi mai cầm dương miền nè slap miền nè cút nè đôi xa trả cho nên trả này vẫn thấy ổn mùi là hạt cho bạn lo đi snai hai chiết dương snai hai chiếc bắp dương trao để che nhom dế với nhom này dế nhom chơi bị chơi sầm đầy nhom khai bị khô nên chiếc bắp bọc kề chỉ khai cái thừa tục dế thôi chỉ dương này dế bắp bò được kề thì ăn dế tới đó bắp bò tới đó rót nát kề thì dế cái lạnh nè để rót nát thừa khô mùi dế nhưng chứng dương dế lạnh nè chống tịch từng này dế nè mùi dạ đi nhưng bà ạ này dế rương sịt rương khmai krom đấy nhưng vừa trong ở bóng bộ được ở New School vì khmai krom cần để trả ơn đôi sẽ cam một hiệp mạnh cả đời này mạnh chứ đây bóng bộ chung rung phía xa khmai màu chứng tức vì vừa ở khmai bạc sạp bạc khmai nà đại phụ quật mà đại sói cất lên trong mà lên khmai krom mà cất thả trời kì rì ràng bạp nì là hôn chính cất chết là khá lại đi vì chỉ ca muối được bày bông phôn mà ở đấy vừa ở dưới tại khá lai chứ ở trong chôn mà chụp chung rung phía xa khám ai dưới ngọt như tại mùi tại bởi dương vô là chấp bắp dương khá lai hán dương nơi tới máu dương máu đòi xrop chấp bắp ọt miền khô ọt miền ấy tê cứ đòi xrop chấp bắp đòi xoay bộ vọt bởi ọt xrop chấp bắp cứ chắc lòng đàn nó rối tê bông bôn trao được kịch chấm loại ni passport vay trầm trâu miền tra và thập trầm trâu miền cả đà visa ấy trầm trâu hay khá nông để mau ní mình men miền tạch mai tế miền tàng bò rực tế miền tàng vật rắn Amerik mau tiệt để cản passport bị cao vật tế mau tiệt alo làm tình trạng ớt này cụ nè bạn nhầm phung rớt này bạn tránh mà nhầm Chính nhà hào bộ 100 nhóm á nè nhóm chị tới nè. Ok.
bàn chanh mau bóng bồn làn bàn chanh mau ở đây thì ở đây khá cái tiệm cái vừa tục cọt những mai chừng mai tiết anh ấy ngót đằng anh nhông nào tại lai chứ đo cả lai nút bồn chạm tam đàn mới là nơi đã mờ đấy một bồn chưa bồn chi mai bay bồn chi là nơi một bồn chi nhiệm lai ở đây bóng phôn mơ tràn chính tại cái này lai bóng phôn tam đàn tràn bóng phôn tam đàn tràn này là lan dưỡng bàn tròn phót chôl máu bìa cả lai mà nhé bạn tập bèng ơi đại phía xa Việt Nam heo thật ra vinh nên ngày heo thật ra vinh dương nơi đã xa chung một đám bàn ọt khổ tốt tê chứ chụp bắp tụm lọp chứ sức thịt chân chết đám dương miên sức khăn ca đã xa phía xa xó xa và thoa và bây này bỏ dương bạn miền khô cho bạp bạn miền ấy tê chương dương hào ra tập phén của bạn dương hào thật trả vinh của bạn đây bóng 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 khá là gọt vô khá là được thả bây giờ tự chạp này là người tự chạp dưới nó chỉ chung mua là dương xâm con chiếc đôi Việt Nam đôi chuồn chứng có coi miền ở chung mục dùng con bị đau một cái tôi bay cái đôi chung mục một cái lại đồng bọn khác cái nơi tại hào chung mục đau hay đôi dương dương thay dương hào thao Việt Nam tao bị khô hợp tê hào dương bị khô hợp vì bảo mát kê tế vì mình tực ấy chỉ ca bảo mát hả nước muốn thì muốn dương mình đã score Việt Nam thì dương score đầy dương này chứ biện ấy dương pra tăng bị đo đôn ta rồi bao dương vì bạp nâng anh cả đòi máu vì bắt đầu chung mục từ chi Việt Nam chính vì nơi ta vì muốn vì nơi tầm vì nơi ta đã đào vì bắt tầm này có lọt thăng chung mục thamay nên chung mục chàng là bên đằng anh dựng hào mùi nào các bạn đây vì tầm mùi làn ngập bông phơ đầm na tam cào dơ mau bạn chạy mau ấy bóng bóng khơi về để nhóm phơ ca mạnh nơi cái lại mạnh bù lì muối kèm đăng ký score chứ mô vinh cao thì bọn đai hao giá rát mô qua đây ngồi thì hao máu nhóm hao chứ mô nhóm chó mà hao mòng quỳ này hai dương kèm khô cho bạp ấy hao dương mòng quỳ quỳ đừng quỳ ấy quỳ xu nòm ấy nhóm dê thay nhóm mình khô thấy hao tôi nhóm từng quỳ anh quỳ ở mạnh chôn khmai dương sẽ lành vật thò khmai chứ dương miên vật thò là bỏ dương mà đàn anh dương từ sẽ lành vật thò bỏ tê dương miên vật thò bỏ bây này so xa bỏ dương hãy tạo sinh nhan bỏ dương chứ dương ta theo rẽ xa đôi khai đi khai môn son ở đâu ta khai phụ chung ta khai phụ chung ta nguyên lan thẹp lương ở đấng đấng thầm miên bởi lý năng mục học xong rồi chăm lai chăm mơ mơ chỉ mơ mơ vừa lịch nà stia và chỉ miết stia rất là bươn mẹ lắm là bươn tờ hai sập hốc sập thì sập lớn thì phải rất hốc sập nhưng rất là phân nâng ở khổ là bươn thì để dừng ca bia tại vì nếu ô đi nơi chỉ phó tang là hốt nết bong bồn khăm ai để cọt sờ lạnh khăm ai cào chẳng màu thừa bòn khai chùm chừng tới nẹt khác cọt miên sạch chiêm cọt chỉ khăm ai cào á rồi chỉ đôn chỉ ta bọc cọt nứng lọp chỉ khăm ai cào hay từ nâng khăm ai chừng tới bài mấy bài thiên côn trao chảo tuột chảo luột chảo lìa ấy nâng nâng tới thì chừng tới cọt đâng gầm na thở gì chiêm cho chỉ khmai crom hay được chưa nói hãy cứ chọn mà lên khmai crom chọn mà lên khmai crom mà score mơ từ đây khmai đàn tay sân đo tận đây mê cung để sân bô ta đòi tên là Paul 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 đầm năm đám đô sài sài chúng ca chứ ba đầm năm vì vậy na có chọn mau lên bạp nâng được về những tới mau về đầm miên ba nhà hà bạp nâng tứ
là cái nè cột khai nè khá cặp lên trong hiền màu làm thẹt lưng mà nhà lâu làm thẹt lưng bắt mà nhà lâu chịt đo cái lạnh khi sẽ chạp hơi mình đặt sai cái vật đấy men mỏi khô anh nghe nó cười khô ស្រុកកន្លងខេត្តប្រតិបត្តិនេះខាងស្រុកកន្លងមិនមែនជាស្រុកកំណើតខ្ញុំទេស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅខេត្តមាត់ជ្រូកនោះស្រុកកន្លង ដល់វត្តកោះដល់វត្តកោះហើយយើងដល់ស្រះគូហ្នឹងហើយវត្តសំរោងឯងវត្តអីជាដើមនៅអ្នកមើលទេតាមដានទេបងប្អូនតាមដានជើងបងប្អូនតាមដានតាមដានទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងពីសកម្មភាព เฮาบายนะบ่าวๆเอ้ยได้ตรอมเคยบ่าวๆปู่มิ่งอีอมเยตากระทบบายนอกกรอยลานมันเคยสงสงอจนอจิตอนัตผู้គាត់ยืนជាម្ចាស់ស្រុកបើគេឃើញពួកគាត់ជាភ្ញៀវគាត់មកហើយគាត់អង្គុយហូបបាយបែបហ្នឹងទៅឃើញអនាគតជីឡានក្រុងមកចង់លេង ទឹកដីនោះពលិសនៅមុខបងប្អូនឃើញពលិសពលិសនៅមុខពលិសចរាចរណ៍នៅមុខយើងពលិសចរាចរណ៍នៅមុខយើងពលិសមិនហ្នឹងណាមុខយើងមើលមើលមើលថាមិន đấng đấng thà lan với dương đấng thà lan với dương thì chứng cái tiệt lấy tên miền là mốc pi với nhà tiền tham tiệt nhỏ đặng và ra tiệt nấy cái lại tiệt này tam dương là hồn tam lòng mười dương